Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ học về một cái chủ đề rất là hay, đó là trong lập trình đó chỉ là callback. Callback thì nó có rất là nhiều ứng dụng và rất là hay, nhưng trong chương trình giảng dạy thì chúng ta ít có đề cập đến cái vấn đề này. Và trong các tài liệu hoặc là các cái video hướng dẫn, mình thấy là cái callback, chủ đề về callback nó rất là ít, cho nên là mình quyết định làm một cái video riêng nói về cái chủ đề callback ở trong ngôn ngữ lập trình. Đầu tiên chúng ta có thể thấy là ứng dụng của callback rất là đa dạng, và hầu hết tất cả các ứng dụng mà chúng ta sử dụng thì đều có sử dụng callback. Chẳng hạn như ta có một cái ứng dụng về liên quan đến app từ điển. Khi chúng ta click vào tìm kiếm một từ điển, một từ cụ thể, thì nó sẽ gọi một lần đến API từ điển của chúng ta. Chẳng hạn ở đây là chúng ta sẽ gọi một lần đến từ API đến database server. Nhưng chúng ta không biết được khi nào thì dữ liệu từ server sẽ tiến hành trả về ứng dụng của chúng ta. Do đó chúng ta phải sử dụng thread. Và ở đây thì thread chúng ta phải sử dụng thêm callback để chúng ta xử lý những phần ở trên UI. Để xử lý những phần ở trên UI khi mà chúng ta nhìn giá trị trở về. À, một ứng dụng khác của callback đó là vấn đề về chúng ta về download file. Thì cũng giống như các ở trên thì chúng ta sẽ biết được là khi nào chúng ta kết thúc quá trình download file, bởi vì download file nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Đầu tiên là kích thước file, và thứ hai là tốc độ và tải về. Do đó chúng ta cần một cái callback để chúng ta lắng nghe sự kiện kết thúc, và ở sự kiện kết thúc thì chúng ta sẽ hiển thị một thông báo kết thúc lên và cho phép người dùng có thể chọn vị trí để lưu. Hoặc là các bạn đó, ví dụ khác là các bạn đã làm việc với lại các cái button rất là nhiều rồi, nhưng mà chúng ta không biết được cái đoạn code này có nghĩa là gì. Thực ra thì đoạn code này có nghĩa là một callback. Nó cũng là một callback để chúng ta lắng nghe cái sự kiện click vào button đó. Ngoài ra thì callback còn được ứng dụng nhiều ở trong việc mà chúng ta các thực phẩm về sắp xếp mảng, tìm kiếm các phần tử và filter. Và ngoài ra thì có thể ứng dụng vào nhiều vấn đề khác nữa. Trong bài học hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn đi qua về bốn vấn đề. Thứ nhất là vấn đề tổng quan về callback, để hiểu thế nào là callback và giới thiệu về callback ở trong các ngôn ngữ lập trình nó sẽ có cái đặc điểm nào. Và thứ hai là cái vai trò của callback. Ở đây thì callback sẽ có hai vai trò lớn. Và thứ ba là chúng ta sẽ demo callback ở trong một số các ngôn ngữ lập trình giống như là JavaScript, Java và C Sharp. Mình chọn ba ngôn ngữ này bởi vì ba ngôn ngữ này số lượng người sử dụng nhiều. Và cái thứ hai nữa là ba ngôn ngữ này có rất là nhiều ứng dụng. Và cái chủ đề thứ tư đó là các biến thể của callback. Ở đây có biến thể của callback thì chúng ta có thể thấy là có promise ở Signal Way hoặc là event handler ở trong C Sharp. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào callback là gì. Thì trước khi vào cái callback thì mình muốn các bạn nhắc lại một chút kiến thức về function. Thì đầu tiên thì chúng ta biết là function là một cái đoạn code
có nhìn vào cái giá trị đầu vào và thực hiện các chức năng nhất định. Giả sử chúng ta có một cái function có tên là add, nhận vào hai giá trị là 2 và 3. Function này sẽ thực hiện chức năng là cộng hai số nguyên và trả về giá trị là tổng của hai số 2 và 3. Ở đây 2 cộng 3 sẽ trả về giá trị là 5. Hoặc một function khác, function pow nằm ở trong class map, thì nó nhận vào hai giá trị, đầu tiên là hệ số và thứ hai là giá trị số mũ. Ở đây thì nó sẽ tính tính giá trị mũ, ở đây là sẽ tính là 2 mũ 4 sẽ trả về giá trị là 16. Thứ hai về dạng khai báo của hàm, thì ở đây là function prototype thì nó sẽ có hai phần phần header và phần body. Phần header thì chúng ta đầu tiên ta chú ý đến cái function name. Đây, function name là cái tên của cái hàm. Hai là giá trị chúng ta truyền vào, giả sử ở trong này truyền vào void, và các giá trị chúng ta trả về, ở đây trả về giá trị in. Thì trong phần body chúng ta sẽ thực hiện các lệnh và cuối cùng là trả về các giá trị. Ở đây thì trả về giá trị sẽ phụ thuộc vào cái giá trị trả về chúng ta đã khai báo ở trên này. Ở đây thì chúng ta có một function có tên là add, và function này thực hiện phép tính cộng hai số a và b. Ở đây thì chúng ta sẽ nhận vào hai số a và số nguyên b và trả về là kết quả là tổng của hai số a và b. Ở đây thì mình muốn nhấn mạnh về cái tham số truyền vào. Tham số truyền vào trong trường hợp này sẽ là int a và int b. Thì các bạn biết là các tham số truyền vào thông thường sẽ là các biến. Biến có thể là int, float, bool hoặc là ở đâu đó sẽ là double. Hoặc cũng có thể các biến này có thể là ở dạng struct hoặc là class, ví dụ như chúng ta có class where hoặc là đâu đó là cycle. Hoặc cũng có thể là một số các dạng đặc biệt hơn một chút, đó là về list. Nhưng ở đây thì các bạn có một cái trường hợp đặc biệt là chúng ta sẽ truyền vào một cái function ở trong một function. Không biết là các bạn có bao giờ nghĩ đến cái vấn đề này không? Rồi, về định nghĩa thì callback ở đây có nghĩa là chúng ta truyền một cái function vào trong một cái function khác như là một cái tham số parameter. Trong cái ví dụ dưới đây là một cái đoạn code ở trong Python, ví dụ về callback ở trong Python. Chúng ta thấy là ở đây thì chúng ta có một hàm operation. Operation này nhận tham số ở đây là 3 và 4. Ngoài ra chúng ta còn một cái callback function. Nếu các bạn để ý thì callback function đó chính là cái function ở phía trên. À, như vậy thì chúng ta thấy là được là trong cái function này sẽ nhận vào tham số là một cái function khác. Việc mà nhận vào một cái tham số là một cái function khác thì chúng ta gọi đây là vấn đề là callback. Các bạn có thể thấy đây là vấn đề chúng ta cài đặt ở trong trên này, thì chúng ta có operation toán tử và nhận vào một cái callback ở trên này, và khi chúng ta ở trong cái hàm này thì chúng ta có quyền gọi callback như là một function thay vì gọi một biến, thì chúng ta có thể gọi như là một cái hàm. Rồi, mình sẽ nói về một phần nữa, đó là callback trong programming, trong các ngôn ngữ lập trình. Thì đầu tiên là ý đầu tiên là callback thì nó không phải là một nó là một kỹ thuật trong lập trình, và nó không phải là của riêng một ngôn ngữ nào cả, mà nó sẽ là dùng chung cho tất cả các ngôn ngữ. Và các ngôn ngữ lập trình khác nhau thì sẽ có cách khai báo
và cách cài đặt cái callback này là khác nhau. Có thể là cài đặt bằng chương trình con trỏ hàm hoặc là một cái hàm đặt danh đó mình một function. Thì trong con trỏ hàm thì cài đặt bằng con trỏ hàm thì sẽ ta sẽ thấy được trong các ngôn ngữ lập trình ở mức thấp hơn, chẳng hạn như là thuật ngữ C, C cộng cộng hoặc là đâu đó sẽ có Pascal sẽ cài đặt callback bằng con trỏ hàm. Riêng đối với Java thì cài đặt callback sẽ bằng abstract hoặc là interface. Còn đối với các ngôn ngữ như JavaScript, PHP và Python thì người ta sẽ định nghĩa đối tượng định nghĩa hàm này sẽ là một cái hàm số, bởi vì các bạn biết là trong các ngôn ngữ như JavaScript, Python thì một hàm thì sẽ là một object, cho nên là object này cũng có thể là hàm số. Và trong C# thì chúng ta sẽ dùng kỹ thuật là delegate. Delegate là một kỹ thuật để chúng ta dùng callback ở trong C#. Ngoài ra thì đối với .NET mà có giao diện UI thì chúng ta sẽ sử dụng các kỹ thuật liên quan đến event và event handling. Nếu mà các bạn quan tâm đến các ngôn ngữ khác thì các bạn có thể tham khảo tại cái đường link ở trên Wikipedia. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp vào phần thứ hai. Phần thứ hai này chúng ta sẽ nói về vai trò của callback. Callback thì nó sẽ có hai cái vai trò chính. Thứ nhất đó là gọi hàm theo ý của người dùng. Và cái callback này sẽ là thuộc loại là block callback. Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu cái khái niệm gọi hàm theo ý của người dùng là như thế nào qua một cái ví dụ sau đây. Chẳng hạn như chúng ta có một cái hàm tác dụng là filter array, tức là lọc cái mảng theo một cái nhu cầu của người dùng truyền vào. Như vậy thì chúng ta khi mà lọc mảng thì điều đầu tiên chúng ta cần đó là một cái điều kiện để chúng ta lọc mảng. Một cái điều kiện để chúng ta có thể lọc mảng. Đầu tiên là cần điều kiện. Giả sử như trong trong các trường hợp dưới này thì chúng ta thấy là cái result mode sẽ theo cái điều kiện là các cái từ có chiều dài lớn hơn 6. Như vậy thì chúng ta thấy trong cái mảng cho trước của chúng ta, mảng chuỗi cho trước thì chúng ta sẽ thấy là ba cái từ đằng sau này sẽ là có cái chiều dài lớn hơn 6 và kết quả trả lời là ba cái từ đằng sau. Hoặc là một cái điều kiện khác đó là chiều dài của từ nhỏ hơn 6, nhỏ hơn hoặc bằng 6. Như vậy thì chúng ta có là ba cái từ đằng trước có chiều dài nhỏ hơn bằng 6 và kết quả trả lời là ba từ đằng trước. Hoặc là chúng ta sẽ lọc mảng theo một cái điều kiện đó là những cái từ nào có chứa cái ký tự E trong đó thì chúng ta sẽ giữ lại, và những cái từ nào không có chứa ký tự E thì bị loại bỏ. Như vậy thì chúng ta sẽ được trong cái mảng chuỗi chúng ta sẽ có là separate và limit, nó sẽ là không có chứa chữ E, do đó thì chỉ có bốn phần thành từ đằng sau là sẽ có chứa chữ E. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy được là gọi gọi hàm theo ý người dùng là chúng ta sẽ gọi cái hàm filter theo một cái condition do chúng ta tự định nghĩa. Rồi, tiếp theo đây mình sẽ đi vào một cái bài toán huyền thoại về bài toán callback. Cái bài toán này sẽ là bài toán mở đầu và cũng như là một bài toán huyền thoại để chúng ta giới thiệu về cái callback. Nếu như trong chương trình lập trình khi chúng ta học một bên ngôn ngữ bất kỳ thì bài toán đầu tiên là bring hello world, thì ở đây thì cũng sẽ có bài toán liên quan đến callback. Như vậy cái bài toán này sẽ là như sau. Đầu tiên là yêu cầu viết một cái function tính tổng hiệu thường và tích của hai số a và b. Nếu theo cách giải thông thường chúng ta sẽ làm là bốn hàm, sẽ gồm có hàm abstract và divide
giải quyết được cái vấn đề tạo nhiều hàm như vậy. Rồi chúng ta sẽ vào cái phần demo. Ok, để demo cho cái bài toán hiện thoại về operation thì mình sẽ chọn cái trình duyệt browser và thực hiện trên cái console của browser của Google. Như vậy thì đầu tiên là chúng ta làm sẽ khai báo một cái operation. Ở đây là mình sẽ phiên bản 1. Phiên bản 1 sẽ là theo cái cách thông thường của các bạn khi đối mặt với cái bài toán này sẽ giải quyết như thế nào. Như vậy thì mình sẽ có ba thông số điền vào là A, B là 2 số A, B, và ở đây cần có một cái phép tính để chúng ta biết được đây là phép tính loại gì. Rồi nếu mà chúng ta có là phép tính là bằng bằng, ở đây là mình sẽ bằng cộng, hoặc chúng ta có thể ghi chữ cộng, hoặc là chúng ta có thể là ghi phép cộng, hoặc là chúng ta có thể kết hợp cả ba lại. Như đây mình sẽ ghi là chữ cộng, chúng ta sẽ return A cộng B. Rồi còn ngược lại, nếu mà phép tính bằng bằng trừ thì chúng ta sẽ là return A trừ B. Và khi gọi cái hàm này thì chúng ta sẽ là operation V1, nó sẽ truyền vào giả sử như là 2, 3 và thêm giá trị là cộng thì chúng ta sẽ là có giá trị là 7. Như vậy thì chúng ta thấy là nếu trong trường hợp mà chúng ta muốn mở rộng cho phép nhân và phép chia thì đâu đó thì chúng ta sẽ phải viết lại cái toàn bộ cái hàm này và chúng ta sẽ bổ sung thêm hai cái phép tính là nhân và chia. Như vậy thì nó sẽ vi phạm nguyên tắc về compile time và runtime. Do đó thì chúng ta sẽ sử dụng callback để giải quyết cái bài toán này. Như vậy ở đây thì mình sẽ sử dụng callback, mình gọi là tạm gọi là operation phiên bản V2 và AB và truyền vào. Thay vì truyền vào phép tính thì mình sẽ truyền vào một loại callback function. Và chỉ đơn giản là ta sẽ return lại cái callback. Và ở đây là sẽ là A, B. Mà để cho các bạn lần đầu dễ hiểu thì mình sẽ viết ra cái function này, mình gọi là callback function ở đây. Và nhận vào hai thông số là A và B. Và ở đây thì callback function này nhiệm vụ đầu tiên là nhiệm vụ cộng. Như vậy thì mình sẽ là gọi là S callback. Và ở đây thì nó sẽ là nhiệm vụ cộng. Chúng ta sẽ return A cộng B. Để sử dụng được cái hàm này chúng ta sẽ gọi operation phiên bản 2 và chúng ta sẽ truyền vào 3, 4 và đây là sẽ là S callback. Như vậy kết quả ra là 7. Thì chúng ta có thể thấy là thay vì chúng ta viết một cái function như vậy, viết cái function theo phép tính như vậy thì chúng ta có thể truyền vào callback. Và ở đây thì cái function khi truyền vào thì chúng ta có thể sử dụng một khái niệm gọi là iteration để chúng ta có thể rút gọn được cái code. Thay vì chúng ta phải viết một cái hàm callback thì các bạn có thể thấy là return A cộng B như vậy rất là nhanh, vậy là sẽ là 7. Và ở đây thì chúng ta có thể là A trừ B đây 3 trừ 4 sẽ là A trừ 1, hoặc chúng ta có thể mở rộng trong trường hợp nhân như vậy A nhân B và A chia B. Như vậy chúng ta sẽ thấy là chúng ta mở rộng trong trường hợp nhân và chia không cần phải viết lại hàm từ đầu, không cần phải sửa lại. Ok, chúng ta sẽ xem xét lại cái vấn đề của bài toán này. Như vậy là chúng ta sẽ là ở đây chúng ta sẽ có một cái function operation và trong function operation chúng ta sẽ có một cái tham số gọi là callback, và cái callback này là có tác dụng như là một cái hàm, do đó chúng ta sẽ gọi ở trong cái function operation. Và ở đây chúng ta truyền vào hai thông số là A và B. Khi gọi hàm thì chúng ta sẽ gọi cái callback nó, chúng ta sẽ định nghĩa là một cái hàm. Thay vì chúng ta phải viết một cái hàm dài như vậy thì trong ngôn ngữ lập trình thì chúng ta có một khái niệm gọi là iteration. Chúng ta có thể là viết ngắn gọn lại chỉ bằng một cái đoạn code ngắn gọn như vậy và không có phải có tên, đây là hay gọi là nominal function, chúng ta không cần phải ghi lại tên. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy là chúng ta có thể sử dụng trong trường hợp là cộng, trừ, nhân và chia, thì đâu đó chúng ta có thể mở rộng thêm trường hợp là mũ hoặc là trường hợp phần trăm. Như vậy thì quy trình chạy của nó sẽ như thế này. Đầu tiên là nó sẽ
chạy vào cái hàm callback của chúng ta. Như vậy thì đầu tiên là chúng ta sẽ bán giá trị vào ở trong này, sau đó thì chúng ta sẽ return callback. Như vậy return callback nó sẽ quay lại và chạy trong cái nội dung của cái function. Vậy thì mình có thể lấy số ở đây là 1 và ở đây là 2. Qua cái ví dụ vừa rồi thì chúng ta đã có một cái bài tập về operation callback, nhưng mình tin chắc là có nhiều bạn sẽ không có thể nào mà chưa hiểu hết được cái ý nghĩa của callback, cho nên là mình sẽ đi vào một cái ví dụ hai để chúng ta thấy được là sự tầm quan trọng và cái sức mạnh của callback nó lợi hại như nào. Vậy trong cái ví dụ 2 thì chúng ta sẽ có là cho một mảng word gồm có những cái từ khác nhau, và ở trong này thì chúng ta sẽ có 6 từ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 từ. Ở đây là có strike limit, eli, each, burn, extraction và regen, resonance. Và cái yêu cầu của cái bài toán này là chúng ta sẽ viết cái function filter để lọc ra những cái từ nào. Theo cái yêu cầu, ở đây câu A sẽ là những cái từ nào mà có độ dài lớn hơn 6 thì chúng ta sẽ tiến hành lọc ra. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy là ba từ cuối cùng có độ dài nó sẽ lớn hơn 6. Và câu B thì sẽ là lọc ra những cái từ nào có độ dài nhỏ hơn hoặc bằng 6. Vậy thì chúng ta có thể thấy là ba cái từ đầu sẽ có độ dài nhỏ hơn bằng 6. Và câu C là lọc ra những từ nào mà không chứa cái từ A, không chứa cái từ A. Như vậy thì chúng ta thấy là đâu đó thì chúng ta thấy là hai cái từ đầu nó sẽ không chứa cái từ A. Do đó chúng ta phải lọc ra hai cái từ đầu. Rồi, nếu mà theo cách giải thông thường thì đối với mỗi cái bài như vậy thì chúng ta phải viết ra một cái function. Đối với mỗi câu thì chúng ta sẽ viết function. Đâu đó thì chúng ta sẽ có 3 câu và trong 3 câu này thì mỗi câu chúng ta sẽ viết một function và tổng cộng là chúng ta có 3 function. Và trong các trường hợp khác, chẳng hạn như chúng ta có thêm ý D là lọc ra các cái từ có chứa ký tự in hoa, thì như vậy thì chúng ta sẽ phải viết thêm một cái function nữa. Nhưng ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái thuật callback. Callback sẽ giúp chúng ta giảm đi cái số lượng function, và chúng ta thay vì phải viết 3 function hoặc là nhiều hơn thì chúng ta sẽ chỉ duy nhất viết một cái function thôi. Đây là chúng ta sẽ chỉ duy nhất viết một function. Rồi sau đây mình sẽ là demo cái hàm filter. Về đối với cách thông thường thì chúng ta sẽ thấy là đối với mỗi trường hợp thì chúng ta sẽ phải viết một cái hàm. Ở đây chúng ta có 3 câu ABC, chúng ta sẽ filter A, filter B và filter, sẽ viết 3 hàm filter C. Rồi chúng ta sẽ tiến hành chạy thử xem nó có chạy ok không nha. Not và tên của file filter.js. Như vậy thì ok rồi. Như vậy thì câu A sẽ là ra những phần tử có độ dài lớn hơn 6, B là nhỏ hơn 6 và những câu C là ra những cái từ có chứa ký tự A, còn những cái từ không có chứa ký tự A thì chúng ta sẽ tiến hành lọc ra khỏi mảng. Nhưng mà chúng ta sẽ để ý ở ba cái function này, chúng ta thấy là nó quy trình nó khá là tương đồng với nhau, chỉ có một điểm là nó khác. Ở đây thì cái ý tưởng của chúng ta sẽ là duyệt qua tất cả các cái phần tử trong mảng. Những phần tử nào mà thỏa mãn điều kiện thì chúng ta sẽ giữ lại, còn những phần tử nào mà không có thỏa mãn điều kiện, chẳng hạn như ở đây chúng ta kiểm tra không thỏa mãn điều kiện thì chúng ta sẽ tiến hành thao tác là remove cái phần tử đó ra khỏi cái mảng. Như vậy chúng ta sẽ thấy là đâu đó thì chỉ có khác nhau ở cái chỗ cái điều kiện thôi, chỗ condition này thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ xem cái ví dụ về callback. Đây đầu tiên là mình sẽ là tạo ra một cái file là callback demo.js. Điều đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành là copy cái mảng chữ của chúng ta. Sau đó thì chúng ta sẽ viết một cái function dựa trên cái function đã có sẵn. Vậy đầu tiên là ta function và ở đây là filter, và truyền vào các giá trị. Đầu tiên là chắc chắn là phải truyền vào mã của, thứ hai là truyền vào callback.
Vậy điều đầu tiên là chúng ta sẽ khai báo một cái array, array này nha, và array này sẽ nhiệm vụ là copy lại cái mảng chữ của chúng ta ban đầu. Tại sao phải có cái điều này đây? Vì ở đây là sẽ đảm bảo cái tính immutable của variable. Tức là trong quá trình mà chúng ta làm việc trong cái function này thì chúng ta không mong muốn là nó sẽ thay đổi cái giá trị của cái cuộc ban đầu. Như vậy thì chúng ta phải copy lại và xử lý trên cái array này. Đây thì mình sẽ khai báo tiếp một biến len. Đây là độ dài của mảng array.len. Rồi, ở đây thì ý tưởng của mình là chạy qua một cái vòng lặp. Như vậy là y bằng 0, y nhỏ hơn cái độ dài và y cộng cộng. Ở đây thì chúng ta sẽ chạy qua vòng lặp. Nếu mà cái phần tử array của chúng ta, nếu mà cái điều kiện ở đây là chúng ta gọi là, nếu mà thỏa mãn cái điều kiện, tức là không cái thỏa mãn cái điều kiện này, không thỏa mãn theo cái điều kiện cao bát, thì chúng ta tiến hành remove khỏi mảng. Remove khỏi mảng thì chúng ta sẽ sử dụng thao tác gọi là supply. Như vậy array, đây sẽ là array chấm supply. Đây là cái hàm để chúng ta remove một phần tử tại vị trí thứ y ra khỏi mảng. Remove phần tử thứ y ra khỏi mảng. Rồi, sau khi remove phần tử thứ y thì chúng ta sẽ thấy là cái độ dài của cái mảng nó sẽ được giảm đi và chúng ta sẽ phải trừ trừ lại. Và thứ hai là chúng ta sẽ giảm cái độ dài của biến y. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ return lại giá trị của cái mảng của chúng ta tính toán. Rồi, còn về cách dùng thì chúng ta sẽ sử dụng callback cộng với lại expression lambda để chúng ta có thể viết chọn lại cái code của mình. Như vậy thì ở đâu đó thì chúng ta sẽ gọi là theo ý a, như vậy là những cái từ nào mà nó có cái độ dài của chấm len của nó phải lớn hơn 6, chúng ta sẽ tiến hành chữ lại console log, ta sẽ log kết quả lên. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành chạy thử. Đây thì chúng ta sẽ thấy là callback-demo.js. Vâng, và cái kết quả chạy ra, để mình sẽ clear lại màn hình và chạy lại để cho chúng ta thấy. Như vậy kết quả chạy ra sẽ là các phần tử có độ dài lớn hơn 6. Như vậy thì chúng ta sẽ làm thêm cái ý B ở đây. Ý B ở đây là những cái phần tử nào có chiều dài nhỏ hơn bằng 6 thì chúng ta sẽ giữ lại. Và ý C ở đây là những cái phần tử nào mà có chứa ký tự E. Như vậy là include cái ký tự là E. Chúng ta sẽ đối chiếu với lại cái mảng ban đầu. Như vậy chúng ta sẽ thấy là kết quả chạy ra là hoàn toàn đúng. Và thứ hai là cái số lượng dòng code của chúng ta sẽ là được rút ngắn lại. Rồi, thì trong trường hợp này chúng ta có thể là tiến hành mở rộng thêm việc chúng ta kiểm tra là cái từ đầu của, kiểm tra xem là cái từ của chúng ta có chứa cái từ in hoa hay là không. Chẳng hạn như trong trường hợp này chúng ta có là surprise và destruction là có ký từ đầu là in hoa thì chúng ta sẽ trả về là có cái từ in hoa. Và để làm được cái này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái thuật là reset ở trong JavaScript. Như vậy thì chúng ta sẽ khai báo một cái reset ở đây từ A đến Z và phạm vi search đây là global. Thì chúng ta sẽ tiến hành mask xem nó là có đúng ở điều kiện này hay không. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành chạy thử. Như vậy kết quả trả ra là surprise và destruction. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành review lại cái thao tác của chúng ta. Như vậy với cách cũ thì chúng ta sẽ phải viết ra ba hàm tương ứng với lại ba cái câu A, B và C. Đây thì chúng ta sẽ gọi theo A, B và C.
Rồi với cách callback thì chúng ta chỉ cần viết một cái hàm thôi, viết một hàm duy nhất, và ta mỗi khi chúng ta sử dụng ta sẽ truyền vào một cái điều kiện, ta sẽ truyền vào một cái điều kiện. Thì cái điều đầu tiên mà chúng ta có thể thấy được ở cái cách callback đó là ta có thể giảm thiểu được cái số dòng code, và thứ hai là chúng ta có thể mở rộng được theo ra nhiều trường hợp khác nhau, chẳng hạn như là trường hợp tìm cái chữ in hoa ở trong cái từ. Sau đây thì mình sẽ lấy một cái ví dụ ở trong một cái demo, ở trong demo về callback ở trong C#. Thì để demo trong C# thì mình sẽ lấy một cái ví dụ khác để cho các bạn thấy là được trải nghiệm với lại nhiều nhiều cái bài tập về callback. Ở đây thì chúng ta sẽ cho một cái mạng A. Mã A của chúng ta thì ở đây cụ thể là chúng ta sẽ có 5 phần tử trừ 4, 2, 1, 5 và 3. Yêu cầu của cái đề này là ở câu A sẽ sắp xếp cái mã theo thứ tự từ bé đến lớn. Tức là ở đây là sẽ là trừ 4, 1, 2, 3 và 5. Và câu B là sẽ theo thứ tự từ lớn đến bé. Và câu C là từ bé đến lớn nhưng mà là của giá trị tuyệt đối. Đây là chương trình của chúng ta. Chương trình chúng ta hiện tại đang có một cái chữ Hello World thôi. Như vậy đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo một cái function có tác dụng là sort ở trong sao. Ở đây chúng ta cái sort của chúng ta sẽ truyền vào một cái mảng số nguyên. Đây là mảng A và cho biết số từ line N, và thứ hai là chúng ta truyền vào một cái callback. Thì ở trong C# chúng ta nếu khai báo callback thì chúng ta phải khai báo dựa vào từ khóa là delegation. Như vậy chúng ta sẽ là public delegate, chúng ta sẽ sử dụng từ khóa delegate, và sau cái từ khóa này chúng ta sẽ định nghĩa cái loại cái header cho cái hàm của chúng ta. Như vậy sẽ bool, và đây là ta sẽ tạm ghi là callback, và ở đây là giá trị điền vào là hai số a, và tạm thời là hai số a và b. Như vậy thì chúng ta sẽ điền vào ở đây là callback. Rồi, ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái thuật toán sort theo theo đây đơn giản là mình sẽ sử dụng selection sort, tức là sử dụng hai vòng lặp để tiến hành sort. Vậy là ở đây chúng ta sẽ tiến hành cho hai vòng lặp, đây là vòng lặp theo y và một cái vòng lặp chạy theo biến z. Nếu mà cái ở đây thì thỏa mãn cái điều kiện thì chúng ta sẽ, tức là đây là thỏa mãn cái điều kiện mà chúng ta tiến hành. Đây thì chúng ta sẽ là A và Z. Để cho dễ hiểu, khi mà chúng ta sort theo thứ tự từ bé đến lớn thì ở đây thì chúng ta sẽ kiểm tra là A nhỏ hơn, có đúng là nó có lớn hơn A hay không. Nếu mà lớn hơn A thì chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ tiến hành là đổi lại, hoán vị lại, và đây thì chúng ta sẽ hoán vị bằng cách là tạo biến tem bằng là AI, và đây là sẽ là AI tiến hành là bằng AZ, và ở đây cuối cùng là sẽ là cuối cùng AZ sẽ bằng tem. Rồi khi mà chúng ta tiến hành gọi function thì mình sẽ có là một cái mảng A gồm có ở đó thì chúng ta sẽ có 5 phần tử giống như trong đề bài đưa ra. Như vậy là ở đây là trừ 4, 2, 1, 3 và 5. Đây sẽ khai báo mảng A, và đây là array, và số lượng phần tử ở đây sẽ là 5. Và chúng ta sẽ tạo ra một cái biến program để chúng ta tiến hành sort cái mã n theo condition, và chúng ta sẽ định nghĩa một cái condition ở đây. Giả sử như mình sẽ tiến hành định nghĩa ở trong này luôn, như vậy là a nhỏ hơn b, đó thì mình sẽ là a nhỏ hơn b. Và để xuất ra kết quả ra màn hình thì mình sẽ có một cái màn hình là có một cái hàm là ring array để chúng ta sẽ
biết được cái kết quả và xuất ra màn hình nó khi tiến hành chạy thì nó có đúng hay là không. Như vậy thì ở đây sẽ nhận vào là cái mã A và kết quả là N, và đây thì chúng ta sẽ tiến hành cho một cái vòng lặp, vòng lặp theo Bini, và chúng ta sẽ đối với mỗi dòng thì chúng ta sẽ cancel, và chúng ta ở đây là write line ha, mình sẽ write line. Write line ở đây là sẽ là biến AJ hay. Sau khi chúng ta sort xong thì chúng ta sẽ tiến hành là in cái mã ra màn hình với nhà rồi. Như vậy thì cái điều kiện ở đây AB, A nhỏ hơn B có nghĩa là chúng ta đang muốn nó sẽ chạy theo thứ tự từ bé đến lớn. Vậy xem nó có chạy đúng hay là không. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy ở đâu đó là đây là thứ tự từ lớn đến bé. Vậy là chúng ta sẽ phải sửa lại một chút. Trên này sẽ là phải là true. Tức là ở đây cái điều kiện của chúng ta mong muốn là cái điều kiện này sẽ đúng. Rồi chúng ta sẽ chạy lại. Như vậy đây là điều, đây là theo thứ tự từ lớn đến bé. Rồi đối với câu B, với câu B thì chúng ta sẽ khai báo theo thứ tự từ bé đến lớn. Như vậy thì ở đây sẽ là đổi lại mũi tên. Và câu C thì sẽ theo thứ tự là trị tuyệt đối. Như vậy chúng ta sẽ phải sử dụng một cái thư viện mát vào chấm để trị tuyệt đối, thì chúng ta sẽ sử dụng ABF A nhỏ hơn cái mask ABSB. Ở đây thì mình sẽ tiến hành chạy, và chúng ta sẽ ở đây thì nếu mà để cho nó nhìn dễ dàng hơn thì mình sẽ nghĩ là chúng ta sẽ nên là viết theo một hàng thôi. Và ở đây là khi chúng ta in ra một cái mảng mới thì chúng ta sẽ nên là viết lại một cái dòng mới. Như vậy đây là sẽ là câu A. Câu A cho trường hợp chúng ta bring array ở đây. Ở đây sẽ là câu B và cuối cùng ở đây sẽ là câu C. Ta sẽ tiến hành chạy. Có vẻ hơi không được đẹp cho lắm, để mình sửa lại cái đoạn này. Đây thì sẽ thêm sạc n và đây thêm sạc n. Ở đây sạc n để cho nó in xuống một dòng mới và chạy. Như vậy thì chúng ta có thể thấy cái câu A chúng ta sẽ đứng theo thứ tự là từ bé đến lớn, câu B sẽ theo thứ tự từ lớn đến bé, và câu C sẽ theo thứ tự từ lớn đến bé nhưng mà theo thứ tự giá trị tuyệt đối. Ta sẽ tiến hành xem xét lại cái đoạn code cho nãy chúng ta vừa mới viết ra. Ở đây thì chúng ta sẽ đầu tiên là trong C# thì chúng ta bắt buộc phải khai báo một cái delegate, và ở đây thì và delegate để biết làm một callback, và chúng ta sẽ khai báo cái dạng của cái function, vậy dạng bool và nhập vào hai số a và b và trả về là kiểu bool. Thì với cái mỗi trường hợp sử dụng thì chúng ta sẽ tiến hành định nghĩa ra cái callback của chúng ta theo cái điều kiện mà chúng ta cần thiết. Rồi chúng ta sẽ thấy là ở đây callback ở trong này nó sẽ chạy xuống ở dưới này. Còn về thứ tự chạy thì chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ chạy từ cái callback xuống đây, và chúng ta sẽ tìm kiếm xem cái callback là cái hàng nào. Giả sử trong trường hợp câu A sẽ là cái function giống ta định nghĩa trên này, và câu B sẽ là function định nghĩa dưới này, và câu C sẽ là function định nghĩa dưới này. Vậy thứ tự chạy sẽ là 1, 2. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy là cái delegate chúng ta có thể rút gọn được bằng
cách là chúng ta sẽ thấy là cái trong cái ví dụ này chúng ta sẽ là thấy là delegate khi mà dành vào cái giá trị void có kiểu là void, ở đây chúng ta sẽ là có giá trị trả về là void và nhận vào hai tham số là input a, input 1 và bool, thì chúng ta sẽ sử dụng action. Như vậy thì đó thì chúng ta sẽ là action sẽ là tương ứng với kiểu dữ liệu là void. Còn còn cái giá trị trả về bool thì chúng ta có thể là sử dụng function. Còn đối với giá trị in thì chúng ta cũng có thể sử dụng function. Và riêng đối với giá trị void thì chúng ta chỉ sử dụng nên sử dụng là action. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành viết lại cái delegate cho nãy bằng một cái function để cho các bạn có thể hiểu được là cái function ready key và action ở trong C# nó sẽ hoạt động như nào. Rồi, chúng ta sẽ quay lại trong cái này. Thì thay vì chúng ta định nghĩa ở đây là chúng ta định nghĩa một cái callback thì chúng ta có thể là thay vào một cái function bằng một phần. Ở đây thì chúng ta sẽ là đầu tiên là giá trị thứ nhất, giá trị thứ hai và kết quả trả về bin bool, kết quả trả về nó sẽ tương ứng với trong này, đây là bool và giá trị thứ nhất và giá trị thứ hai. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành chạy chương trình thử. Như vậy thì các bạn thấy là kết quả vẫn đúng, ở trong câu A thì sẽ là từ lớn đến bé, câu B sẽ là từ câu A sẽ từ từ bé đến lớn, câu B sẽ là từ lớn đến bé và câu C là cũng là từ lớn đến bé nhưng mà theo giá trị tuyệt đối. Chúng ta sẽ tiếp tục đi vào vai trò thứ hai và cũng là vai trò quan trọng nhất của callback, đó là về callback và xử lý các cái vấn đề bất đồng bộ asynchronous. Mà trước khi về các vấn đề bất đồng bộ thì chúng ta cần phải nhắc lại về khái niệm call stack là gì. Call stack là chúng ta sẽ thứ tự thực hiện một câu lệnh theo một cái thứ tự, và cái này là trong chương trình nó không có thread. Để ví dụ về callback thì mình sẽ có một cái demo, ví dụ về call stack thì mình sẽ có một cái ví dụ về function add. Ở trong function add này chúng ta sẽ tiến hành làm một hai thao tác. Thứ nhất là chúng ta sẽ tiến hành cộng hai số A và B và cuối cùng là chúng ta sẽ log kết quả ra màn hình. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ có một cái call stack để chúng ta chứa được những cái câu lệnh, và call stack hiện tại bây giờ đang là rỗng bởi vì chương trình chưa bắt đầu. Khi chương trình bắt đầu thì chúng ta sẽ thấy là hàm S sẽ được chạy, S45 sẽ được chạy. Như vậy sau khi chạy sẽ được thêm vào call stack, và S45 chạy thì chúng ta sẽ thấy câu lệnh đầu tiên đó là A cộng B. Như vậy A cộng B sẽ được chạy đầu tiên và nó sẽ hiện lên ở trong call stack. Và sau khi A cộng B chạy xong thì chúng ta sẽ thấy là A cộng B sẽ được đưa ra khỏi call stack. Và như vậy chỉ còn hàm S4 cộng 5, bởi vì là S4 cộng 5 vẫn chưa thực hiện xong cái hàm của mình cho nên nó không đưa ra, bị đưa ra khỏi stack. Và sau đó chúng ta sẽ thấy là console log sum sẽ được đưa vào call stack. Và cuối cùng thì console log sum sẽ đưa ra ngoài, và sau đó thì console log sum sẽ như vậy thì sau đó thì nó sẽ trở về call stack trống như ban đầu. Và để visualize được cái quá trình call stack này thì mình sẽ gửi các bạn vào một cái trang web gọi là Loop.js. Ở trong trang web này chúng ta sẽ visualize được những quá trình về call stack, về cả callback queue và web APIs. Đây thì mình sẽ tiến hành viết lại cái function add hai số A và B. Ở trong này thì chúng ta sẽ có hai câu lệnh, như vậy là đầu tiên là sum sẽ bằng A cộng B và thứ hai là chúng ta sẽ cần console log giá trị
A và B. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ gọi S 3 và 4. Vậy thì mình sẽ chỉnh cái tốc độ đâu đó khoảng 1000 để cho nó chậm lại. Rồi, ta nhấn save và run. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là S34 sau đó A cộng B và B đưa ra khỏi và console log. Và cuối cùng là A cộng B SA34 sẽ đưa ra khỏi call stack. Rồi, như vậy là chúng ta đã qua xong cái phần call stack và chúng ta sẽ tiếp tục vào phần thứ hai. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta sẽ khi nào chúng ta sử dụng thread. Như vậy thì chúng ta sẽ quay lại cái slide này và ta thấy là việc chúng ta sử dụng thread thì sẽ có một số trường hợp chúng ta sẽ sử dụng thread. Ví dụ như trong trường hợp liên quan đến việc networking là những cái thao tác liên quan đến đường mạng, chẳng hạn như là download file, gọi video, hoặc là chúng ta có thể là gọi API đến từ server, hoặc là chúng ta có thể sử dụng luôn ở trong các trường hợp parallel xử lý song song để chúng ta có thể tăng tốc độ xử lý. Và thực ra cũng được ứng dụng trong việc chúng ta đọc các cái file. Các cái file này có kích thước rất là lớn thì chúng ta nên sử dụng thread. Rồi, khi mà chúng ta tiến hành sử dụng thread thì chúng ta sẽ có một số vấn đề như sau. Đó là vấn đề đầu tiên là vấn đề giao tiếp giữa cái thread của chúng ta và cái thread chính, đó là main thread. Và main thread này đóng vai trò là UI thread. Chẳng hạn như chúng ta có một cái timer bộ đếm thời gian giống như trong hình vẽ. Như vậy khi chúng ta nhấn vào start thì chúng ta sẽ khởi động một cái thread nhằm mục đích là chúng ta sẽ đếm cái thời gian chạy ở trên màn hình, bắt đầu thời gian chạy. Như vậy thì vấn đề đầu tiên đó là khi mỗi một giây thì chúng ta phải update lại cái giao diện. Như vậy làm sao để từ cái chúng ta đang ở cái vai trò timer thread này để update giao diện, đó là vấn đề đầu tiên. Thì để giải quyết cái vấn đề đầu tiên này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái sự kiện event listener để lắng nghe cái sự kiện là chúng ta đi được một giây thì chúng ta sẽ update lại cái giao diện. Và chúng ta sẽ raise cái sự kiện này lên cho main thread hay là UI thread xử lý cái sự kiện này, update lại giao diện của chúng ta. Ở đây thì chúng ta cứ một giây thì chúng ta sẽ raise một cái sự kiện lên cho UI thread và nó sẽ update lại, chẳng hạn như là 1, 2, 3 giây. Còn vấn đề thứ hai nữa là vấn đề khi mà chúng ta không muốn chạy cái timer này nữa và chúng ta nhấn vào nút stop thì làm sao để có thể dừng lại cái timer thread này. Vậy chúng ta sẽ là đó stop count thì nó sẽ dừng cái thread, nó sẽ dừng lại. Rồi, sau đây chúng ta sẽ vào phần demo về cái timer thread. Và mình sẽ chọn cái ngôn ngữ demo ở đây là Android Java ở trên Android Studio. Như vậy thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ có một cái giao diện về Android Studio. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái linear layout để bao bọc lại hai cái phần là test view cũng như là button của chúng ta, button start của chúng ta. Đây thì mình sẽ tiến hành chạy thử. Đấy, như vậy sau khi chạy thì chúng ta đã có một cái nút và một cái label để chúng ta có thể đếm cái thời gian chạy. Rồi tiếp theo là mình sẽ tiến hành gắn ID cho phần test view. Ở đây thì chúng ta sẽ đặt theo cái tên là count label và ở đây thì ID dành cho phần button sẽ là start
bị chèn. Rồi, việc đầu tiên thì chúng ta cần phải, ở đây thì chúng ta sẽ khai báo button, và đây là start bitchain và một cái test view để chúng ta lưu cái nội dung như vậy. Ở đây là count label, như vậy là count label ở đây. Thì việc đầu tiên của chúng ta cần làm đó là dùng, chúng ta sẽ file by cái ID, file ID ở đây r.id và chấm start btn tương tự trình cho count label. Ở đây nó sẽ bằng cái test view file by ID r.id chấm count label. Rồi, để mình có thể demo thì mình sẽ thêm một cái sự kiện new view on twist listener. Và ở đây thì count label sẽ là chấm set test và nó này là button on click. Thực ra thì chúng ta có thể để ý ở đây cũng là một cái callback function, và đây là callback của nút button. Và ở đây thì mình sẽ tiến hành giải thích một chút về cái callback của nút button. Thì nếu mà chúng ta đã có kinh nghiệm làm việc làm game trong lĩnh vực C và C cộng cộng rồi thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái vòng lặp game ở đâu đó, thì chúng ta sẽ có một cái vòng lặp game while game over. Nếu mà game kết thúc thì chúng ta sẽ phải trả lại từ đầu. Đây là sẽ là một vòng lặp game, và trong vòng lặp game này chúng ta sẽ có một số thao tác. Đầu tiên là vẽ Draw, chúng là thao tác update UI lên cái màn hình console của chúng ta. Thứ hai là input để chúng ta có thể nhận biết cái giá trị đầu vào của chúng ta, bấm phím các phím mà chúng ta nhận vào, ví dụ như W, S hay là A hay là phím X. Thứ hai, thứ ba nữa là chúng ta xử lý các thao tác logic. Thao tác logic ở đây là trong cái game con rắn này thì chúng ta sẽ xử lý các thao tác liên quan đến việc ăn mồi. Sau khi ăn mồi thì độ dài của con rắn sẽ tăng lên, và xử lý cái thao tác chúng ta đâm phải tường hay là đâm phải đuôi để biết được là chúng ta sẽ chết. Như vậy thì với cái tư duy này, chúng ta chuyển qua tư duy liên quan đến giao diện thì nó sẽ như thế nào. Vì trong giao diện thì chúng ta sẽ có một cái main thread. Main thread này sẽ là hàm main của chúng ta, nó sẽ chạy xuyên suốt quá trình. Và trong cái main thread này chúng ta sẽ có một cái event dispatch thread, hay gọi là EDT thread. Đây là những cái thread nhằm nhiệm vụ của chúng ta là thực hiện cái việc thay đổi cái giao diện của chúng ta. Đây thì nó sẽ thực hiện đến khi nào mà tất cả các thread bị kết thúc, hoặc là khi người dùng tiến hành đóng cái ứng dụng của chúng ta. Rồi, đối với mỗi lần mà trường hợp người dùng nhấn vào một cái button thì button press sẽ là initiate lại một cái draw thread, và chúng ta sẽ tiến hành vẽ lại. Rồi, để cho dễ hiểu thì mình sẽ có một cái button thread sẽ như thế này. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ có một cái main thread để chúng ta chạy chương trình, và thứ hai là chúng ta sẽ button thread. Button thread này sẽ có một cái nhiệm vụ, đó là chúng ta lắng nghe các sự kiện mà click vào cái button của chúng ta. Khi mà chúng ta click vào button thì chúng ta sẽ raise một cái sự kiện lên UI thread, và UI thread này sẽ có nhiệm vụ là báo cho giao diện và tiến hành là cập nhật lại cái trạng thái khi chúng ta bấm vào cái nút. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là cái sự kiện mà chúng ta nhấn thì chúng ta có thể nhấn được nhiều lần. Như vậy là cái button thread này sẽ luôn luôn chạy, always chạy, và mỗi lần nó chạy khi mà chúng ta nhấn vào thì chúng ta sẽ có một cái sự kiện event listener. Và chúng ta cái event listener này chúng ta sẽ bắt với cái sự kiện này bằng cách sử dụng callback.
Quay trở lại ví dụ thì chúng ta sẽ thấy là cái event listener này sẽ bắt bằng một cái callback, và để đơn giản thì chúng ta sẽ relay with lambda expression. Như vậy chúng ta sẽ thấy là chỉ cần v, và ở đây thì sẽ cần và dấu suy ra, và ở đây thì chúng ta sẽ thực hiện cái hàm của chúng ta sẽ tiến hành chạy thử. Như vậy là chúng ta sẽ terminate cái ứng dụng cũ và tiến hành chạy lại ứng dụng mới. Như vậy khi ta bấm click thì chúng ta sẽ thấy là cái text đã được thay đổi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành một cái biến đếm về vấn đề thời gian. Như vậy thì đầu tiên là chúng ta sẽ tiến đầu tiên chúng ta sẽ là value bằng 0. Và ở đây thì chúng ta sẽ cho thread chúng ta với mỗi lần thì chúng ta sẽ tiến hành là callable. Khi mà chúng ta nhấn vào thì chúng ta sẽ set cái tag của chúng ta sẽ là bằng cái value. Ở đây thì mình sẽ dùng cái vòng lặp để cho việc nó chạy liên tục. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ set cái lại label và chúng ta sẽ chạy là ở đây là mỗi giây nó chạy một lần, do đó mình sẽ chạy cái hàm sleep để cho chúng ta ngủ một giây. Như vậy thì sleep ở đâu đó thì chúng ta phải surround với lại try catch, và sau khi chạy xong thì chúng ta sẽ dùng value cộng cộng. Rồi, tiếp tục lại nha. Rồi, ta sẽ terminate cái ứng dụng cũ và tiến hành bấm start. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là ở đây thì chúng ta nên chuyển qua chuỗi, cho đó mình sẽ tiến hành là cộng thêm ký tự đặc biệt là hai dấu này, vì chúng ta có một cái lỗi trên này. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành chạy lại. Nó start. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái màn hình của chúng ta đã bị treo luôn. Chúng ta không thể bấm được gì và cái nội dung của cái UI cũng không có gì luôn. Như vậy thì cái, và sau khi mà chúng ta đợi khoảng 7-8 giây thì chúng ta sẽ thấy là cái timer count is responding. Ở đây là hiện tượng của chúng ta sẽ là đó là hiện tượng ANR. Up not respond. Đây up not respond có nghĩa là khi mà chúng ta thực hiện một cái thao tác nó quá là lâu, chẳng hạn như là khi mà chúng ta nhấn cái button ở đây thì chúng ta thực hiện một cái vòng quay quá là lâu thì nó sẽ không có thể nào mà update giao diện được, do đó thì nó phải bắt buộc phải dừng lại. Và chúng ta ở đây là vấn đề chúng ta không thể được để cái vòng lặp quay ở đây ở trong trong cái giao diện main thread của chúng ta. Như vậy chúng ta phải tạo ra một cái timer thread riêng. Như vậy ta sẽ tạo là timer thread, và chúng ta sẽ ở đây thì chúng ta sẽ extend lại cái thread và chúng ta sẽ override lại phương thức run, và chúng ta sẽ copy lại những cái phần chạy ở bên này qua. Như vậy là value thứ hai là cái vòng lặp quay của chúng ta. Rồi, có vẻ là chỗ này thì chúng ta sẽ thấy là cái vấn đề update giao diện chúng ta không có chạy được. Mình sẽ để cái value cộng cộng ở trên. Như vậy update giao diện ở đây sẽ bị lỗi. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành là khi muốn chạy thì chúng ta sẽ là timer thread new, timer thread bằng new timer thread. Và ở đây thì mình muốn cái này đơn giản thì mình sẽ tạo ra một cái hàm tạo, và trong cái hàm tạo của chúng ta thì chúng ta sẽ tiến hành là bắt đầu chạy luôn this.start. Như vậy thì chúng ta không ở đâu đó thì chúng ta sẽ không cần gọi là ở trong cái hàm UI của chúng ta, không cần phải chúng ta phải cái bấm start ở đây, mà chúng ta chạy trực tiếp ở trong phần hàm tạo. Làm thế thì chúng ta sẽ có một cái vấn đề làm thế nào để chúng ta có thể là
từ cái time address này có thể tham chiếu đến cái count label và chúng ta sẽ update được cái giao diện ở trên màn hình. Rồi để giải quyết cái vấn đề này chúng ta sẽ sử dụng callback ở đây. Mình sẽ cho các bạn thấy callback ở đây nó sẽ như thế nào. Đầu tiên là để sử dụng được callback thì chúng ta sẽ phải khai báo một cái interface. Và interface này sẽ là, nếu như ở trong cái trường hợp của chúng ta view listener thì chúng ta sẽ có là view on click listener interface. Như vậy thì trong đâu đó thì chúng ta sẽ ở đây là on change listener. Và trong interface này chúng ta sẽ có một cái hàm để chúng ta có override lại. Đây thì mình sẽ để lại cái dây nguyên bản, chúng ta có thể thấy, có thể so sánh được giữa hai bên. Và đây sẽ là có hàm on click và ở đây thì mình sẽ là on change. Ở trong này thì chúng ta sẽ truyền vào một giá trị view v, nhưng mà bên chúng ta thì summer này chúng ta sẽ truyền một cái giá trị value để cho bên UI chúng ta có thể update được. Rồi như vậy thì đầu tiên là chúng ta sẽ khai báo một cái on chain listener, và đây là on chain listener, chúng ta là ship gạch on chain listener, và ở đây sẽ là this.ship.onChainListener. Đây có nghĩa là gì? Trong cái hàm tạo chúng ta sẽ gắn một cái callback vào đây để cho chúng ta có thể chạy được ở trong cái phần update của chúng ta. Chấm set onChain và chúng ta sẽ đưa vào cái value. Đây mình sẽ tiến hành format code lại. Rồi khi mà chúng ta tiến hành chạy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đây chúng ta timer thread bằng new, và ở đây thì chúng ta sẽ new thread timer thread chấm on chain listener, và chúng ta sẽ override lại cái phương thức on chain. Phương thức on chain ở đây là cái phương thức mà chúng ta đã tiến hành khai báo ở bên này. Như vậy là khi nào mà một đối tượng class implement lại thì nó sẽ phải override lại cái phương thức onChain của chúng ta. Như vậy ở đây thì chúng ta đâu đó thì count label chúng ta sẽ set test lại bằng value, và để cho nó chuyển qua string thì chúng ta sẽ tiến hành cộng với lại một chuỗi rộng, và chúng ta sẽ tiến hành là chạy thử. Như vậy chúng ta thấy là start đang chạy 2, 3, 4, 5 vẫn ok. Nhưng mà bây giờ vấn đề chúng ta là làm thế nào để chúng ta có thể dừng lại cái chương trình, và nó thấy là khi chúng ta bấm start nhiều lần thì nó sẽ tiến hành tạo ra khá là nhiều luồng và nó chạy đan xen với nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ xử lý cái vấn đề này. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng một cái lambda để chúng ta rút gọn lại. Ở đây chúng ta cũng có thể dùng lambda để rút gọn lại. Rồi. Và cái biến này chúng ta sẽ tiến hành đưa ra giá trị cục bộ. Timer thread. Rồi. Và chúng ta sẽ có thêm một cái cờ để chúng ta biết được là chúng ta hiện tại đang là bắt đầu hay là dừng. Và ban đầu thì cái cờ này sẽ là giá trị false. Và nếu mà chúng ta sẽ kiểm tra là nếu mà nó bằng for thì chúng ta sẽ tiến hành bắt cái đầu cái sự kiện, bắt đầu việc chúng ta sẽ tạo ra một cái thread, và sau đó thì chúng ta sẽ là gắn cái cờ này lại bằng true, và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành là đặt lại cái test cho cái nút của chúng ta. Về đâu đó thì cái này là sẽ là stop. À, chúng ta có thể là đặt lại cái màu luôn cũng được, set color, set background color, và đây là color.red, sẽ đặt lại màu đỏ. Và ngược lại thì nếu mà star của chúng ta sẽ là bằng true thì chúng ta phải bắt buộc phải
Bằng chua thì chúng ta có thể rút gọn lại bằng một cái symbol. Như vậy thì ở đây thì chúng ta chắc không cần, chúng ta chỉ cần L lại thôi. Như vậy thì chúng ta phải tiến hành là dừng cái timer thread lại. Timer thread chấm stop. Đâu đó thì chúng ta thấy stop của chúng ta đã bị gạch ngang qua, nhưng mà chắc không sao đâu, chúng ta vẫn có thể chạy được. Và chúng ta sẽ tiến hành thay đổi lại cái giao diện của cái nút ban đầu, cái nút start ban đầu chúng ta sẽ đổi lại là start, và color ở đây sẽ là chấm blue blue, và chúng ta sẽ tiến hành chạy lại. Terminate cái ứng dụng cũ start. Như vậy chúng ta sẽ thấy là nó cộng 2, 3 và stop. Thì ở đâu đó thì chương trình của ta sẽ tiến hành là nó dừng luôn. Và tất nhiên là chúng ta sẽ không sử dụng được cái timer.stop kiểu này, và chúng ta sẽ ở đâu đó chúng ta sẽ phải tạo lên một cái biến ở trong thời gian của chúng ta để nó sẽ chịu trách nhiệm là nó có đang chạy hay là không. Như vậy là stop ban đầu là sẽ bằng for, và ở đây là nó khác stop, tức là giá trị nó bằng for thì nó sẽ được chạy cái hàm run và ngược lại. Và thứ hai là khi mà người dùng click vào thì chúng ta sẽ là ở đây thì chúng ta muốn là stop timer. Thì ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái hàm stop timer. Thực chất thì chúng ta muốn stop timer thì chúng ta chỉ cần là cái stop này sẽ bằng true, là nó sẽ kiểm tra cái điều kiện này và nó sẽ không có chạy cái vòng lặp ở trong này nữa. Nó sẽ tiến hành chạy lại. Vậy nó sẽ chạy 2, 3 và chúng ta nhấn stop. Vậy thì chúng ta sẽ có đâu đó sẽ có một vài cái lỗi chúng ta không dừng lại được. Vậy thì chúng ta sẽ coi lại ở đây là cái lỗi gì. Có vẻ là nó sẽ không cho chúng ta dừng lại. Ở đây thì chúng ta kiểm tra nó bằng form thì chúng ta sẽ install lại bằng true, và đúng rồi. Như vậy cái này sẽ bằng false. Đầu tiên mình sẽ tiến hành là không có chạy cái timer này, xem nó có ra chạy chuyển lại nút start hay không. Như vậy là đúng rồi, nó chạy lại start. Như vậy chúng ta sẽ coi lại stop timer của chúng ta tại sao nó lại sai. Đâu đó nó sẽ rồi, chúng ta sẽ tiến hành mở Android và mở cái điện thoại ảo. Rồi đâu đó thì nó sẽ có một cái vấn đề khi nó chạy, mình cũng không biết cụ thể lỗi đó cái vấn đề đó là gì, nhưng mà ở đây thì nó sẽ chạy lại là hoàn toàn đúng rồi. Vậy khi stop thì nó sẽ là 7, và khi chúng ta bắt đầu lại thì nó sẽ tiến hành đếm từ đầu lại. Riêng đối với Android thì chúng ta cũng có một vài cái kỹ thuật khác để update giao diện. Ở đây thì chúng ta sẽ có là handler và async task. Thì nếu mà bạn nào muốn tham khảo thêm về cái này thì có thể là tra từ khóa là handler và syntax trong Android. Như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành review lại cái code của chúng ta sẽ làm những gì. Đầu tiên, để mà khai báo được cái callback trong Java thì chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải có một cái interface. Và từ cái interface đó, khi mà chúng ta tiến hành gọi định nghĩa callback cho bên client thì chúng ta sẽ tiến hành là
tiến hành là override lại, implement lại cái interface mà chúng ta có thể gọi đây. Và để rút gọn thì chúng ta có thể sử dụng lambda để chúng ta có thể rút gọn được cái thao tác on, cái vấn đề on change này rất là ngắn. Thì ở đây thì chúng ta nên nên là để cái interface nằm inner trong cái timer thread. Nếu mà chúng ta để ngoài thì vẫn được, nhưng mà có lời khuyên gì cho các bạn là bạn nên để ở phía trong. Và thứ hai là nếu mà chúng ta có nhiều nhiều cái thao tác khác nhau, chẳng hạn như ở đây là vấn đề về trang, hoặc là có vấn đề về chúng ta muốn update lên cái vấn đề về process 3 hoặc cái gì đó, thì chúng ta nên tạo ra nhiều cái interface. Và cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta xem lại cái luồng hoạt động, thì khi chúng ta nhấn vào cái nút start thì chúng ta sẽ tiến hành tạo ra một cái timer thread. Và timer thread này mỗi giây nó sẽ chạy một lần, nó sẽ tiến hành chạy. Nó sẽ tiến hành chạy và ở đây là nó sẽ update giao diện thông qua cái interface mà chúng ta đã khai báo ở vị trí trên này. Mình sẽ sử dụng màu xanh để cho nó dễ thấy. Như vậy thì nó sẽ update giao diện thông qua cái interface. Và cái interface này này nó sẽ tìm đến cái đoạn code của chúng ta ở trong này để chúng ta update giao diện. Và cái đoạn code trong này thì nó inner ở trong cái main thread, cho nên nó sẽ chạy và nó có quyền truy xuất vào cái callable của chúng ta. Và cái thứ hai nữa là chúng ta khi mà chúng ta muốn muốn dừng chương trình ở đây thì chúng ta phải đi từ main thread, và ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phương thức là stop timer, bởi vì là thread stop timer này có quyền truy xuất vào cái biến bool stop của chúng ta bên này, và nó kiểm tra cái điều kiện stop thì chúng ta sẽ tiến hành dừng những cái việc đếm của chúng ta. Đây thì chúng ta sẽ gắn nó bằng true, như vậy là sau khi bằng true thì nó sẽ dừng cái việc chúng ta đếm lại. Còn ở trong C# thì mình sẽ cũng làm theo một cái vấn đề tương tự. Như vậy chúng ta có một cái timer, khi mà chúng ta bấm nút start thì chúng ta sẽ bắt đầu đếm thời gian và bấm stop sẽ đến kết thúc. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ có một cách khác, thay vì sử dụng interface thì chúng ta sẽ sử dụng một cái event arguments. Ở đây là chúng ta đang sử dụng kỹ thuật event và event handler để chúng ta xử lý sự kiện cho việc mà ta update giao diện. Ở đây thì tương tự như vậy, thì chúng ta có thể thấy là về mặc định thì những cái nốt button click thì chúng ta cũng thấy người ta cho vào có object sender và cái event arguments. Ở đây thì chúng ta sẽ định nghĩa event argument của chúng ta riêng bằng cách là chúng ta sẽ có một cái public class là blockchain arguments. Và đây thì chúng ta sẽ có một cái event handler. Rồi, ở trong này thì chúng ta cái phương thức đầu tiên là chúng ta sẽ đăng ký cái event. Và cái này sẽ là cái hàm gọi của chúng ta. Sau khi chúng ta gọi thì đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành là select 1000 giây, sau đó thì ta sẽ tiến hành là tăng cái giá trị của cái biến đếm của chúng ta, biến đếm của đếm thời gian của chúng ta. Hiện tại biến đếm ta ban đầu khởi tạo là bằng 0, như vậy là cứ sau 1 giây thì nó sẽ tăng lên 1, 2 và 3. Rồi, mình sẽ đẩy cái thứ tự một chút. Và sau khi nó tăng lên 1 giây thì sau khi nó giá trị nó tăng thì chúng ta sẽ update giao diện qua cái hàm on progress chain này. Và trong cái phương thức start thì chúng ta sẽ tạo ra một thread để chúng ta bắt đầu. Thay vì chúng ta extend là thread thì chúng ta sẽ sử dụng thread start bằng cách chúng ta việc new ra thread ở trong này. Và tương tự thì chúng ta có stop thì chúng ta sẽ đổi lại cái cờ stop bằng true. Và đây thì chúng ta sẽ để ý là chúng ta sẽ có một cái đăng ký cái callback. Như vậy thì chúng ta sẽ lâu đó thì đăng ký việc callback ở trong C# chúng ta sẽ thực hiện bằng dấu cộng bằng. Và ở đây thì chúng ta sẽ là cái callback của chúng ta đăng ký ở phía trên, chúng ta tiến hành chạy.
start. Như vậy thì sau khi start thì chúng ta có thể là bấm được các cái node trong này xử lý các thao tác khác mà nó không ảnh hưởng đến vào cái menu UI. Chúng ta bấm stop để ta thể dừng và nó tiến hành bấm start lại. Nó sẽ bấm vào nhập vào vài chữ. Nó sẽ bấm stop. Chúng ta sẽ review lại xem ở trong này có những cái gì. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải khai báo một cái event. Và trong cái hàm public này chúng ta sẽ có cái event handler. Event handler. À, cái này là chúng ta sẽ có một cái cặp event và event handler. Nó đi với nhau. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ thấy là với mỗi lần mà chúng ta cần nhu cầu update giao diện thì chúng ta sẽ gọi hàm onPressChange. Trong cái hàm onPressChange thì chúng ta sẽ gọi là update giao diện ở vị trí này. Vậy tại sao chúng ta không sử dụng trực tiếp mà chúng ta phải qua cái hàm onPressChange? Bởi vì là chúng ta khi mà đăng ký một cái callback thì chúng ta sẽ sử dụng văn tự cộng bằng. Như vậy thì chúng ta có thể có là 1, 0 hoặc là có thể có nhiều cái sự kiện mà chúng ta đăng ký. Có thể là ở đây là onCookerBlockChange, có thể là chain 1, chain 2, chain 3, chain 4, rất là nhiều. Và mỗi lần như vậy thì chúng ta sẽ có nhiệm vụ là chúng ta sẽ đi báo cho tất cả các cái thành phần mà chúng ta đăng ký nhiệm vụ, đăng ký cái sự kiện mà thay đổi thì chúng ta sẽ báo cho và chúng ta sẽ tiến hành update lại cái giao diện. Và còn phía người dùng thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái gì? Thực ra thì người dùng chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái việc mà chúng ta đăng ký một cái callback thôi, còn lại là những cái vấn đề ở phía bên này thì đa số chúng ta sẽ có cái C# để hỗ trợ chúng ta, đa số có cái thư viện để chúng ta xử lý. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ với C# thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cách để chúng ta update cái UI nó liên quan đến nhiều cái thư viện để chúng ta có thể update. Chẳng hạn như trong trường hợp này thì chúng ta có cái hạn info để update cái label, hoặc là cũng có thể dùng cái delegate kiểu khác. Nếu các bạn nào muốn tham khảo nhiều thêm về cách update cái UI from một cái another thread thì các bạn có thể là search từ khóa ở trên Stack Overflow. Chẳng hạn như trường hợp vừa rồi thì chúng ta có thể sử dụng ở trong cái sử dụng bằng cái second concern này và sử dụng cái iProgress string. Ở trong JavaScript thì chúng ta không có khái niệm về thread, nhưng mà chúng ta sẽ có một khái niệm liên quan đến event loop. Như vậy thì chúng ta có thể từ đâu đó chúng ta thấy được đây là một cái event loop, và ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái, mình tạm gọi đây là hai cái thanh gạt, và hai thanh gạt này có tác dụng là nó sẽ chắn lại cái đường chạy. Ở đây là màu trắng này sẽ là đường chạy của cái luồng của chúng ta, của cái thành phần xử lý. Nếu các bạn nào quan tâm thì có thể là sẽ cái video ở trên YouTube về liên quan đến cái event loop ở trong JavaScript. Thì trong video này thì chắc mình sẽ không đề cập đến vấn đề này. Nếu mà các bạn muốn mình làm về vấn đề event loop này thì có thể là comment ở phía dưới. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ nói về các biến thể của callback. Ở đây thì chúng ta sẽ có biến thể về promise và async await. Thì để bắt đầu với bài toán này chúng ta sẽ đến vấn đề này, chúng ta sẽ set một bài toán liên quan đến việc create và get spot, tức là chúng ta tạo và lấy bài đăng. Thì chương trình của chúng ta sẽ như thế này. Đầu tiên là chúng ta bắt đầu và chúng ta tạo bài viết. Quá trình tạo thì đâu đó chúng ta sẽ mất khoảng 2 giây. Và sau khi tạo xong chúng ta sẽ lấy bài viết về. Ở đây thì lấy bài viết về thì chúng ta sẽ mất khoảng 1 giây để chúng ta kết nối với server và sẽ lấy bài viết. Và cuối cùng là sẽ là end. Ở đây thì chúng ta sẽ như vậy. Ở đâu đó thì để mình để lại cái đoạn code.
Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ mô phỏng lại cái thao tác mà chúng ta tạo bài viết như vậy. Bài viết tạo trong 2 giây thì chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm setTimeout để ta mô phỏng lại quá trình chúng ta tạo bài viết. setTimeout có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ hoàn thành cái công việc này sau 2 giây, tức là cái function console này sẽ được gọi sau cái 2 giây nữa. Tương tự cho getBot thì chúng ta sẽ mất 1 giây, như vậy thì chúng ta sẽ có cái hàm console này sẽ chạy sau 1 giây, và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái function giống như vậy. Chúng ta sẽ tiến hành run như vậy: start, create bot và getBot, và cuối cùng là kết thúc. Như vậy thì chúng ta sẽ đâu đó chúng ta sẽ thấy là việc chúng ta start và đây là end luôn. Và ở đây thì là guest bot và create bot. Đây thì create bot. Ta chạy lại một lần nữa. Như vậy thì chúng ta thấy là nó sẽ không đảm bảo đến việc mà chúng ta chạy đúng cái thứ tự. Như vậy thứ tự mà chúng ta mong muốn đây là start, create, get và end. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là start, end và get và create bot. Như vậy create bot sẽ là tạo sau và cuối cùng là cái. Như vậy thì đâu đó thì cái này sẽ không đúng thứ tự mà chúng ta mong muốn. Do vậy thì chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng những promise. Để sử dụng promise thì chúng ta sẽ là, giả sử mình đây có thao tác là create bot và thì chúng ta sẽ truyền vào hai tham số là result và reject. Hai cái này sẽ là hai cái callback tương ứng với việc chúng ta, bởi vì là chúng ta tạo cái bot này thì có thể là chúng ta tạo cái bot thành công hoặc là có thể là thất bại. Như vậy thì giả sử trong trường hợp chúng ta thành công thì chúng ta sẽ result, là ta sẽ gặp cái hàm result post create success. Như vậy thì trong quá trình chúng ta tạo thành công thì chúng ta sẽ chấm đen đen và chúng ta sẽ có kết quả và chúng ta console log result để. Như vậy thì chúng ta có thể thấy ở đây là mình sẽ tiến hành bỏ cái đoạn sau này. Và sau khi chúng ta tạo cái việc tạo chúng ta thành công thì chúng ta sẽ log kết quả ra màn hình. Còn trong trường hợp mà chúng ta tạo không thành công thì chúng ta phải cache error lại. Giả sử ở đâu đó thì chúng ta sẽ tạo không thành công và error và con show log error. Rồi sau 2 giây chúng ta thấy là sau 2 giây thì chúng ta vẫn tạo không thành công, cho nên nó in ra cái đoạn code là boss create fail. Rồi, chúng ta sẽ cùng review lại cái đoạn code về cái promise này. Đầu tiên thì chúng ta muốn tạo promise, chúng ta phải new return new promise, và ở trong này thì chúng ta sẽ nhận hai cái kết quả là result và reject. Result trong cái trường hợp mà chúng ta tạo lệnh thành công và reject trong trường hợp là thất bại. Và result reject này bản chất thực ra nó chỉ là hai callback. Hai callback trong trường hợp mà chúng ta thành công thì chúng ta sẽ gửi cái đoạn code ở phía trên này. Còn trong trường hợp mà chúng ta tạo cái boss thất bại thì chúng ta sẽ báo cho người dùng bằng cái việc reset. Và để mà bắt được cái sự kiện thành công thì chúng ta sẽ dùng cái đen. Ở đây cái callback này sẽ phải tương ứng với lại callback mà cái result mà chúng ta gọi trên này. Ở đây thì nhận vào một tham số thì ở dưới này nó cũng sẽ là nhận vào một tham số. Cái này cũng tương tự cho phần error hay là reject của chúng ta. Ở đây thì chúng ta thấy là trong reject nhận vào một cái string thì ở đây chúng ta cũng có một cái string thôi. Hành quay lại cái bài toán ban đầu. Và ở đây thì mình sẽ đi vào cái phần ở single way. Như vậy thì chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ có hai promise. Hai cái promise này trả về kết quả là chúng ta có result thành công khi mà chúng ta tạo thành công một cái bot và cũng và khi mà chúng ta get bot. Thì để chúng ta có thể là chạy đúng theo cái thứ tự từ trên xuống dưới thì mình sẽ là start
cộng với lại nhiêu đây. Các bạn biết rồi thì khi mà chúng ta muốn create box thì chúng ta sẽ phải, ở đây là trả về product nên chúng ta phải đen, và sau đó thì chúng ta sẽ cắt cái arrow ra. Việc đen này chúng ta sẽ để ý sang cái việc result chúng ta trả về giá trị là cái gì. Ở đây thì giá trị là một cái string nên chúng ta sẽ là để làm một cái result, và ở đây thì chúng ta sẽ console log nó lên. Rồi nó tương tự cho việc chúng ta get spot, chúng ta sẽ có một cái phần tương tự cho chúng ta việc chúng ta get spot. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ in ra cái đoạn lệnh là kết thúc. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành chạy thử. Rồi, như vậy thì chúng ta đâu đó chúng ta sẽ thấy là kết quả nó cũng không có khác gì so với lại việc chúng ta chạy ban đầu. À, tại vì sao? Bởi vì chúng ta là khi mà chúng ta có kết quả rồi thì chúng ta mới ta phải sửa lại cái hàm này. Bởi vì khi nào mà chúng ta đã tạo xong cái bot rồi thì chúng ta mới get bot, nên là cái việc này nó phải chạy ở phía trong của cái function get bot. Ở đây mình sẽ là, và khi mà chúng ta đã tạo get bot thành công rồi thì chúng ta sẽ mới kết thúc cái chương trình. Như vậy mình sẽ đưa cái lệnh kết thúc vào trong này. Với cái đoạn code này thì đâu đó thì chúng ta nhìn có vẻ là khá là rối. Sẽ chạy lại. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ tạo bot và get bot, và cuối cùng là kết thúc. Như vậy đâu đó thì cái này sẽ là chạy đúng luồng. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta để ý là cái đoạn code này sẽ có đen, rồi sau đó là nó sẽ cut và đen rất là nhiều lần như vậy. Thì thực tế như vậy thì nó sẽ là khá là rắc rối. Do đó người ta sẽ sử dụng async away. Async thì chúng ta nên phải khai báo ở trước cái hàm function của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới sử dụng được cái away. Và ở đây thì chúng ta sẽ là lưu cái kết quả result lại bằng một cái hàm away. Ta sẽ away create post, và chúng ta sẽ tiến hành log cái kết quả ra. Như vậy tương tự cho việc chúng ta sẽ get post. Vậy để phân biệt thì mình sẽ đặt là result 1 và result 2. Đây sẽ là get spot. Và cuối cùng sẽ là console log end. Đó thì cái đoạn code này mình sẽ loại bỏ đi. Rồi các bạn thấy cái thứ tự tại start, create, get và end thì nó đúng như thứ tự, và thứ hai là cái đoạn code của chúng ta nhìn một cách nó thông thoáng hơn. Không phải là có cái nhiều cái đen và như trong này đen và cái error như này. Thì đó là cái lợi ích của cái async. Rồi chúng ta sẽ tiến hành review lại cái đoạn code vừa rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là nếu mà với cách dùng promise, then và cast thì chúng ta sẽ thấy là việc create bot và get bot chúng ta sẽ lồng rất là nhiều cái vòng lồng với nhau, và nó sẽ gây ra cái sự rắc rối cho người dùng. Còn với async away thì chúng ta sẽ thấy là nó, chúng ta chỉ cần away và kết quả hay sao. Như vậy cái away này có nghĩa là gì? Tất cả cái đằng sau này sẽ tương ứng với lại việc là ta callback, chúng ta phải
những cái phần đằng sau chỉ được chạy khi nào mà cái phần đằng trước cái kết quả này chạy xong. Và cái result một này thì có nghĩa là chúng ta đang lấy cái kết quả ở trong cái phần guess này. À, chúng ta sẽ thấy là ở trong phần ở đâu đó thì nó sẽ bằng ở trong phần guess. Đâu đó nó sẽ ở trong cái phần mà chúng ta gọi cái hàm result ở trong này, trong trường hợp mà chúng ta muốn trả về thành công. À, như vậy là chúng ta đã đi qua hết cái bài học ngày hôm nay. Và lời cuối cùng thì mình mong rằng các bạn sẽ hiểu được cái vấn đề về callback và có được một cái kiến thức về callback trong nhiều cái ngôn ngữ lập trình. Và nếu các bạn thấy hay video mình hay và bổ ích thì hãy cho mình một like và một subscribe cũng như một lần chia sẻ. Những cái subscribe, like và lời chia sẻ của các bạn sẽ là động lực để giúp mình làm những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.